Trong chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản mới đây của đoàn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản hay gọi tắt là JETRO. Theo đó, biên bản này sẽ tạo nhiều điều kiện cho JETRO đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ đầu tư giữa hai nước. Theo biên bản hợp tác, phía JETRO đã cam kết hỗ trợ Việt Nam trong 3 lĩnh vực chính là xúc tiến đầu tư, hỗ trợ các chương trình nông nghiệp của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Riêng trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, bên cạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, lần đầu tiên JETRO cam kết hỗ trợ cho cả doanh nghiệp Việt Nam có ý định đầu tư vào Nhật Bản. Từ trước đến nay, các hoạt động xúc tiến đầu tư của JETRO vẫn là một chiều, tức là từ Nhật Bản vào Việt Nam. Sắp tới chúng tôi sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến đầu tư vào Nhật Bản, vì hiện nay các doanh nghiệp lớn của Việt Nam phần nhiều vẫn là doanh nghiệp quốc doanh và có sức cạnh tranh quốc tế chưa được tốt. Sắp tới khi các doanh nghiệp này được cổ phần hóa và môi trường kinh doanh tại Việt Nam thay đổi theo tiến trình gia nhập TPP, lúc đó sẽ xuất hiện những doanh nghiệp lớn quan tâm đến thị trường Nhật Bản. Cũng trong dịp này, phía JETRO đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam về việc tư vấn các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Hiện nay, cả Việt Nam và Nhật Bản đều đang theo đuổi quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP. Việc Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua luật đàm phán nhanh, gọi tắt là TPA vừa rồi, đã mở ra cơ hội cho TPP có thể hoàn thành sớm trong năm nay. TPP là cuộc đàm phán kín, nên những thông tin mà tôi biết được cũng giống như các bạn. Nhưng cá nhân tôi thì tôi nghĩ TPP có thể được ký kết trong năm nay. Khi được thông qua, các hoạt động xuất khẩu nông sản của Nhật Bản vào Việt Nam sẽ tăng lên. Còn về xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản có tăng lên nhanh hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nguyên nhân do người Nhật Bản là những người tiêu dùng khó tính. Họ đã quen với đặc trưng và tiêu chuẩn chất lượng nông sản của Nhật Bản, cũng như những đòi hỏi gay gắt về truy nguyên nguồn gốc sản phẩm. Trong khi những nông sản của Việt Nam có giá trị gia tăng không cao, nên nếu muốn đẩy nhanh xuất khẩu nông sản qua Nhật Bản thì các doanh nghiệp Việt Nam phải cải tiến nhiều. Riêng xuất khẩu giày da, quần áo từ Việt Nam sang Nhật Bản sẽ tăng nhanh. Theo số liệu của JETRO, từ năm 2010, đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam đã giảm dần về giá trị, nhưng lại tăng về số lượng doanh nghiệp. Điều này cho thấy Việt Nam đang là môi trường thu hút đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, khu kỹ nghệ Việt-Nhật nhằm thu hút doanh nghiệp hỗ trợ Nhật Bản vừa được mở ra hồi giữa tháng 12 năm ngoái. Đến nay, tỷ lệ lấp đầy giai đoạn 1 đã đạt 100%. Các nhà đầu tư đang lên kế hoạch xây dựng giai đoạn 2 của dự án.